cá lành canh. Đây, cá này mình là cá ngon mọi người này. Cá này thì cá đắt tiền nhá. Khoai là bây giờ về hơn 200.000 cân. Quá có cái đó nó dành cho người ta chứ. Nó dành cho người ta mà. Là chúng tôi đâu có đặt đầu mùa thì ta ăn thì chú ý đưa đế nó con ấy. Cá lành canh. Lành canh rồi là cá đối, cá mòi. Xếp Huy xuống mua cá. Chục nghìn. Chị Hoa thôi, đưa chị Hoa 120 để tôi đi chợ luôn nào. Hỏi lại ra một cá lưới nào. Đấy, sau khi mà cá mua xong rồi chia ra, bây giờ các bác, các cô, chị mới bắt đầu đi chợ để cho nó sớm. Đấy, để đi cái là nó sạch sẽ ngay. Cá này cũng to chứ mọi người nhá. Cá lành canh này cũng to, thuộc là dạng to rồi đấy. Đây thì đang gỡ cá này. Đây, trong đây có con cá nào nó đóng lưới đấy mọi người. Anh này đang gỡ cá ra. Ha, được con cá đục đóng lưới. Không phải. Không phải cá đục. Thôi. Con nhồng. Cá này cá gì nhỉ? Con cá nhồng. Có mà nó nằm một bề là con đấy. Cái này nó nặng chặt quá. Đây. Nó nặng một chút. Đây đây.